xấu lắm mà. Ngồi xuống bờ bán cá vậy. Giật giật không? Cộng mi sao giòn. Niềm đam mê mãnh liệt với mụn. Phê. Để cho hắn nó xí vậy. Đọc thôi đừng lạ chị không thích.
Khó trả lời quá bác, từ chối trả lời. Thì đó, ta mới nói khó trả lời đó, từ chối trả lời đó. Mày đưa vô ta thấy khó quá. Cũng chắc cũng chưa đẹp lắm đó. Khi muốn đưa tiền là tự nhiên rất đáng đẹp. Ví dụ như là em tìm mấy tiền cái chợ ơi chị Loan ơi thấy mấy tiền cho em gửi rồi đó là lúc nó tự nhiên thấy đẹp liền luôn. Hầu như ai mà tìm khúc này hình như ai mà tìm có ai không tìm bay nghe con này con thấy à. Con thấy đâu có ở đây đâu thấy ở tầng lớp khác rồi. Nằm một cái tầm khác rồi đúng không, cái tầm không thể nào mà làm dán được. Mình nói là cái đồ làm sẽ cười lắm rồi đó. Họ nói bà Hằng nó vô là ta kêu cái con khỉ nè, con này ta cho nghỉ cho rồi. Học chi mà, ta nói thiệt. Con chồng mà chị nhắc mà không có hắn vậy. Đây là với chị tưởng không mới ở đây mà. Cái khúc em đi là còn nhịn như vậy á. Chị Loan kêu hết tháng cho em nghỉ. Không đi lanh được rồi nè, về lanh nè, lanh nè, có tiến bộ, không vợ nó ở lại lâu thôi cưng. Tao đổi thay mi rồi đó, đổi thay mi người khác á. Bạc tóc mà mình thấy bao nhiêu lần rồi nên cho nghỉ hay là nghỉ luôn hay là nghỉ tạm thời. Cái người ta cái gì phải cố gắng chứ, người ta đang rất tốt, mấy tháng người ta rất tốt nó hả. À, người ta nhắc là có thứ ạ, ai được cũng sẽ khảo còn em mới thấy đủ đó, có tiến bộ. Lúc nha. Thế lúc cái lúc hẹn mẹ luôn đấy. Đâu cần đâu, đâu có nhu cầu đâu. Tậu nhỏ nên em ra nản biết. Mà nó chưa bị động thương.
buổi sáng mà em ngủ dậy mà tê tê như đang kia. Thế là em quay mặt ra không biết em bỏ tay mặt đấy đi này. Có khi đang chuyển một trời đông nữa. Khóc à? Khóc, khóc. Mà hắn hay đập đập mặt em á.